Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung bà bán dứa bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho du khách nước ngoài. Trong clip được đăng tải trên mạng xã hội, một du khách nước ngoài tay cầm 3 quả dứa đang tranh cãi với một phụ nữ bán hàng rong người Việt Nam. Người du khách nước ngoài còn có động thái vung tay, hất đổ xe hàng của người bán hàng. Bà Nguyễn Thị Thành, chú xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, ngay sau khi clip được chia sẻ, rất nhiều người đã vào bình luận chĩa mũi dùi vào người phụ nữ bán hàng rong bằng những lời lẽ thiếu thiện trí, thiếu sự tôn trọng. Cho rằng người phụ nữ bán hàng rong đang chặt chém du khách người nước ngoài khi bán 500.000 đồng ba quả dứa, làm xấu hình ảnh ngành du lịch thủ đô, du lịch Việt Nam, xấu hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Ngày 29 tháng 4, bà Nguyễn Thị Thành đã đến công an phường Trình Diện, tường trình lại sự việc. Tại cơ quan công an, bà Thành cho biết khoảng 21 giờ 40 phút ngày 27 tháng 4 khi đang bán hàng tại ngã tư hàng đường hàng buồm, lúc này hai du khách nước ngoài đã đến hỏi mua dứa. Bà Thành bán một quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi ni lông, cắt làm bốn và dơ 5 ngón tay, báo giá 50.000 đồng một túi. Hai nữ du khách đưa bà tờ 500.000 đồng và được bà trả lại 450.000 đồng, có nghĩa là bà Thành bán 50.000 đồng cho một túi dứa. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền thừa, hai nữ du khách đòi lấy thêm hai quả dứa đã gọt, bà Thành không đồng ý và hai bên xảy ra cãi vã. Một trong hai nữ du khách đã hất hàng trên xe của bà Thành xuống đất. Một số người dân nghe thấy tiếng cãi vã chạy đến can ngăn, một số người yêu cầu bà trả lại tiền cho khách du lịch nên bà Thành đã lấy lại 450.000 đồng từ nữ du khách rồi trả lại họ 500.000 đồng, không bán hàng nữa. Hai du khách nhận tiền xong cũng rời đi. Để làm rõ nội dung clip cũng như những lời khai của người phụ nữ bán hàng rong, Công an phường Hàng Đào đã mời một số nhân chứng chứng kiến sự việc đến làm việc. Những người này đều khẳng định bà Nguyễn Thị Thành chỉ bán 50.000 đồng một túi dứa, chứ không phải 500.000 đồng ba quả dứa như clip đăng tải. Như vậy, thông tin đăng tải nói bà Thành bán 500.000 đồng ba quả dứa là hoàn toàn sai sự thật qua câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thành và hai nữ khách du lịch nước ngoài cho thấy, tranh chấp giữa bà bán dứa và hai nữ du khách là thật, số tiền 500.000 đồng trong câu chuyện cũng là thật, song đó mới chỉ là một nửa sự thật. Sự thật trong câu chuyện này như cơ quan công an kết luận, bà Nguyễn Thị Thành chỉ bán 50.000 đồng một túi dứa. Câu chuyện của người phụ nữ bán dứa cũng khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện tương tự cách đây không lâu. Một tài khoản TikToker VML cho rằng, có trải nghiệm không tốt tại hai quán ăn ở hà nội cụ thể người này cho biết cảm thấy tủi thân khi bị mời ra khỏi quán vì mình ngồi xe lăn dòng chia sẻ của vml nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của ngành du lịch thủ đô nhưng sau khi xác minh trích xuất camera thì những hình ảnh thực tế diễn ra lại hoàn toàn trái ngược cho thấy để câu view trên mạng xã hội nhiều người đã bất chấp dựng lên những câu chuyện sai sự thật không chỉ tại thủ đô Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước thời gian qua cũng đối mặt với tình trạng xuất hiện một số thông tin, clip nói về nạn chặt chém khách du lịch. Chẳng hạn như Phú Quốc, địa phương này xuất hiện một số clip cho rằng khách du lịch đến với địa phương bị chặt chém. Cụ thể một quả dừa được bán với giá 100.000 đồng, thậm chí 150.000 đồng. Điều này ảnh hưởng đến ngành du lịch của Phú Quốc nói riêng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam nói chung. Đáng buồn, những clip này thường được đăng tải mà không có sự kiểm chứng, thậm chí dựa trên ý đồ thiếu thiện trí của người đăng tải clip trên không gian mạng. Những thông tin này cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, gây ra những hệ lụy khó lường cho ngành du lịch và nền kinh tế đất nước. Thiết nghĩ để chấm dứt tình trạng trên, cơ quan chức năng cần có chế tài kiểm soát thông tin trên không gian mạng và phạt thật nặng với những đối tượng cố tình tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.